Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay là ngày thứ mà 3 của S1004 rồi nè. Đó, hôm nay là ngày thứ 3 nha anh em. Chính xác là được 3 ngày rồi. Thì 3 ngày thì mình gán lết lên 45 thôi nè. Chỉ mong sao cho lên 45 thôi chứ không được 46 đâu. Nhưng mình em thấy là hiện tại là mình đang có là 94 thể lực. Và ở trong này mình đang có là 5 bình này và 3 bình này. Liệu chúng ta có thể nào mà lên được cấp hay là không nha. Không biết có lên được hay không luôn đó. Rồi thì cái ngày hôm nay yến tiệc của mình đã nhận hết 2 cái luôn rồi nè. Hình như là mình kiếm tất cả những cái thứ mà cần để lên cấp được. Lên cấp là không có nữa rồi. Hết rồi. Mình đã mua sạch hết rồi đó. Đấu giá thì mình đã nhận được đâu đó một mớ vàng và hàm đầy đủ rồi anh em. Vừa lên được cái hàm luôn nè. Và lên được cái hàm hiệu quý rồi ha. anh em giúp đỡ cũng được quá chứ. Đó. Đây là đấu giá án chắc giờ nó mua đứt không à. Bây giờ nó mua đứt sạch hết trơn rồi. Rồi thì bây giờ mình sẽ up làm sao cho nó được 45 không ta. Để coi coi. Hiện tại là mình đang có là 17.000 kinh nghiệm. Và muốn lên cấp là phải cần 17.000 kinh nghiệm nữa. Và nhiệm vụ mình làm full từ A tới Z hết rồi. Có à. 94 này thì quét dở lắm tới đây rồi nè. Đi hết du ngoạn này thì cũng không được tới đâu đâu. Chẳng được nhiều cả. Để mình đi thử nha. Này dở lắm mình đi lên được tới 55-56%. Nếu mà hình hên đi được 6 bước á, 6 bước nhiều á, ngon. 52%. 56% là mình tính hết trơn luôn á. Còn những cái ở trong túi luôn á. Nó nên mình mới có thể may ra mình có thể đi được lên được cấp 46. Nhưng mà mình sẽ cố gắng để cho lên được 45 chứ lộn. Lên được 45 đặng up cái cộng 5 lên em. Mình up cái cộng 5 lên nó ngon. Nó sẽ có cái khiên của chương hợp. Ủa mà mình không có chương hợp để mà up cộng 5 nữa. Mình có mỗi liêu à. Khoan một chút xíu mình ra mình up cái gương kia đã. Mình ra mình up cái gương kia gọi 60% nha. Quét nè. Trong nó gù lưng anh hùng Tào Tháo đánh giá ai là khô cốt. Đây diễn thực. Ngoài diễn thực ra thì không còn ai nữa rồi. Ủa mình nhớ không lầm là đi ải này nó cho mình cái cục thể lực đơn mà đúng không? Đúng rồi, mình đi một ải là được thể lực đơn ngon thế nhờ. Sao mình không đi ta? Mình đi mình kiếm kinh nghiệm. Mình đi mình kiếm cái này. Tại bữa giờ mình cũng không có thời gian nhiều. Mình toàn là quét không à. Toàn là quét ải không thôi nè. Cái này mình qua được chắc rồi. Quýnh liêu mình không mất máu mà. Đó, được mấy mảnh trường hợp nè, ngon. Da thì sao? Mấy kèo này giải quyết rồi. Kêu nó quạt một cước thôi, nó muốn gần đi rồi, chứ đấm đá gì. Né luôn kêu. Quá đẹp. Ok, thì mình sẽ được thêm một cục nữa. Ủa, có khả năng lên thôi nè. Khả năng lên rất là cao. Được hai cục. Hai cục và dược ải 22 nó sẽ cho mình thêm nó cho mình thêm mấy cái đồ này cũng như không. Rồi mình sẽ mở gương trước đã, từ từ nha. Mình sẽ mở một cái gương gọi là một cái gương 12 gương này. Lắm. Nhân phẩm của tôi đâu rồi? Nhân phẩm của tôi đâu rồi? Không ra luôn anh em, bây giờ mình mở một khác một không? Đây, ba con tướng này mình mở luôn kiếm trường hợp nha. Bữa giờ nó random tùm lum tà lá hết trơn mà bữa nay coi có không nha. Trường hợp của anh đâu? Đây rồi. Đây rồi, ba con đôn rồi đó em. Có tem mình hiện tại đang có ba con đôn. Rồi thêm con trường hợp là đủ rồi nha. Hai liêu hai hợp rồi đó. Bây giờ lên cấp là lụm thôi chứ chờ đợi gì nữa đâu. Đây là đồ trang vỏ cam. Mảnh hả ta? Mở nhận như một trang bị cam sơ cấp. À. À thì ra là vậy. Thì ra là như vậy. Hiểu rồi, 46 thì mình mới được cái thằng binh. Nhưng mà bây giờ trước mắt mình cần là cần 45. Và mình có con giả hủ nè. Mình kích cái sổ cho nó liền chứ chờ đợi gì đâu. Đó, giờ là đã khá là trâu rồi ha. Đồ đạc các kiểu là điểu cường quá, tinh luyện được cộng 11 luôn rồi. Đồ cam là mình đủ rồi, không có thiếu. Mình thiếu mấy cái bộ kia thôi. Trên bộ bạc này một bạc nữa. Nhưng
Sau khi chúng ta đã được như thế này thì đi ải thôi, đi ải kiếm up chết lên anh em. Chắc chắn là phải đi ải up chết rồi. Up chết làm cái trường hợp cộng 5 cho tem được đẹp chút xíu luôn. Đó, anh em mình ngồi đàm đạo để xem mình đi ải nha. Đó, giờ lưu lực rồi, lưu khá là lực rồi, lực xí rồi. Đợi chờ mấy cái kèo này làm được. Tem đi ải đầu game là phê lắm. Đúng bại luôn, không còn gì để cãi nữa rồi. Chuyên gia trường hợp cũng khá là lực đó chứ không phải giỡn. Sao không đấm thật cho nó chết luôn hả? Bộ liều nó né đi ghê không anh em, xài cái bảo vật né cũng cho đâm chính đầu game này. NPC nó quánh nó toàn là né không, sướng lắm. Chéo gì ô. Anh em thấy con này hồi chiều ngon không anh em? Con này hồi chiều giá 2 triệu là nó đã quá trời đã luôn đó chứ hả? Không ai mua cho người ta. Không lẽ tôi mua chứ. Tôi hứa thiệt luôn á, à cái chiều quá rẻ. Nói như ông vô mua thiệt tôi mà cảnh cảnh mà chơi luôn hai server đó chứ. Tại tôi không rảnh anh em. Con ngạc mà tích ba mấy ngàn lỗ tôi mà rảnh mà tôi vô tôi chơi cái tới bữa đó tôi bung lỗ một phát một tôi lấy xích cổ tiêu luôn á chứ. Tại vì tôi không có thời gian nhiều như anh em thôi á. Cái server này hiện tại là mình nói mình chia sẻ với anh em thiệt sự luôn. Anh em nào có trong group thì chắc cũng hiểu, trong group của cái server này, cái quân đoàn này thì cũng hiểu. Mình đã online con ngạc ít xịu luôn á. Mà sáng giờ mới online ngạc này được chưa được 30 phút nữa. Bây giờ mới online này. Còn là em, thằng em nó online dùm thôi. Bây giờ boss nó phụ cái đầu tối mình vô mình quay clip và tối cái mình chỉnh tem đồ này kia các kiểu là xong rồi đó. Với lại 12 giờ mình canh có sự kiện gì cái mình vô. Chứ ban ngày boss đồ này kia nhiều khi 9 giờ tôi còn bỏ luôn cả cái thể lực mà. 9 giờ buồn ngủ quá ngủ luôn. Ngủ tới sáng luôn. Với tôi mà nhiều thời gian tôi mua ngạt nó liền á. Thì có một set củ tiêu. Cầm set củ tiêu vô múa lửa rồi chơi lay gai lay lay tới ngàn ngày cũng được. Khỏi cần phải nạp luôn. Thì không nạp luôn. Nạp chi đâu con ngạc đâu. Cứ chơi chiến lệnh. Khỏi chơi chiến lệnh. Khỏi chơi chiến lệnh cũng được. Và chơi chiến lệnh giờ lấy thêm con động nguyên lên niết bàn 3. Có sẵn rồi đó, lên niết bàn 4 cái nữa. Kiếm viên đá cho nó xài cái là đẹp rồi. Cái gì đâu. Con ngạc nó quá ngon. Thiệt rất là ngon. Liêu chiêu không lẽ giờ tôi lấy con ngạc đó làm series chứ anh em thấy thích không, anh em thấy thích con ngạc đó không, làm series để tháng tháng sau mình bung lỗ thích mình lấy gì mình làm luôn nhưng mà anh em phải thích mới được. Mình thì mình không có thời gian nhiều thôi, nhờ anh em khác cậy chứ mình thấy con ngạc đó mình thích quá. Nhưng mà mình không thích chơi Quang Vũ nha. Mình sẽ tìm một con khác. Mình đợi cái sự kiện của Tô Quyền anh em ra mình đập một phát. Lấy đúng con Tô Quyền nghỉ. Xong cái cho Tô Quyền lên phi thăng 3 cái là đẹp. Mình chỉ thích build 4, build Tô Quyền thôi. Ngoài ra mình không thích con nào ngoài Tô Quyền cả. Tại vì nó là một con tướng lay ổn. Sách thì sau này nó mới ra không biết nó ổn hay không. Mình cũng chưa test thử. Và anh em thấy gần lên 45 rồi ha. Nên mình ngồi nói xàm xàm lát cũng lên được 45 rồi nè. Gán gán đi tới cái cục kia cái mình lấy cho mình nghỉ. Còn tới mấy cục ấy lăng mà. Chéo lụm 3 sao liền. Hồi nãy giờ là con Liêu mình vẫn chưa bị đụng tới. Đụng thì đụng thiệt nhưng mà không có mất nhiều máu. Anh em thấy ông máu còn dư quá trời luôn. Ý chưa có khiên đó à. Có khiên nữa thì sao mà đỡ được. Ghé đi 2-7 nữa thôi nè. Mình sẽ lên. Mình sẽ lên. Còn tới 5 cục dư lên rồi. 45 thôi, 46 chắc lết không nổi. Đúng ra ngày nay là phải là 46 mới chuẩn. Ngày hôm nay là lên làm sao mà lên được 46. Nếu mà anh em cỡ VIP 1, VIP 2 thì chắc lên được 46. Mặt nó cái rồi chết mẹ ơi.
Mày giỡn mà. Ok, đã qua được 3 sao. Chưa, còn ai nữa. Đi luôn cái này đi. Mình vẫn còn 20 thể lực. Lấm tiền. Lấm tiền. Nói chung là đã lụm tiền, lụm thêm cục này nữa. Rồi mấy cái này từ từ mình nhận sao đi. Mình đang làm gấp bên này luôn, làm khẩn cấp bên này luôn. Kiếm đi cho xong cái này, nó bỏ luôn chưa rồi. Một cục, hai cục. Ừ, cứ sáu như vậy đi, thấy khỏe không? Trời, một luôn á. Thánh thằng ở một nữa, phí chưa? Đang cần ép lắm ông nội ơi. Đang cần ép nhiều lắm. Kiếm đi ải nâng lên lấy cái tôn tự pháp. Táo nè, thấy không? 91% rồi. Thêm cục nữa. 92. Cái gì đây? Mua. 93. Hết. 94%. Và chúng ta đã được 94% kinh nghiệm để lên cấp. Vậy thì làm sao ta? Quét thôi. Bây giờ mình quét thôi anh em. Lười rồi. Đi ải lâu quá, mình quét thôi. Bỏ hai cục vô đây cái mình quét đại nó rồi. Đa số là mình hay quét không mà, chứ mình ít khi đi ải lắm. Tại vì ải nó cũng nằm đó à. Tới khi nào đó nó cũng giới hạn, chứ không phải nó không giới hạn thì quá khỏe. Rồi ok, mình đã lên được 45 và dư được 31 thể lực. Thời khắc. Thời khắc đã tới, không biết còn dư nhiều đột phá đơn hay là không nè. À mình đang có 6.000 mà năng cái này chỉ có 1.000 thôi. Không ăn thua đâu. Đó, cộng 5 toàn đội. Cộng 5 là một trong những cái mắt xích mà rất là mạnh trong cái team chúng ta. Cộng 5 là một trong những mắt xích của nhiều tướng lắm anh em. Như ví dụ như con Tiểu Kiều thì cũng tăng đam nè, Trường Hợp thì được cái khiên nè. Đó, chứ Trường Hợp thì được cái khiên nè, thấy không? Đây là mắt xích để mình đi ải, để mình leo tháp, để mình làm tất cả những mọi thứ. Đó. Sau khi chúng ta đã có cái khiên rồi thì team mình gọi là gần như là bất tử, chứ hết đâu. Mình sẽ lên nữa nè. Đó. Đẹp liền. Và tiếp tục lên nè. Cái này nó hơi lắc nha, tới giờ vẫn còn lắc. Rất là lắc. Tiếp tục. Đó. Chưa hết đâu, còn nữa. Ô hết rồi hả? Bảo vật không được, bảo vật phải lên tới 50 rồi. Và lực chiến chúng ta lên tới ham lắm. Ok, mình sẽ bỏ trống luôn nha. Cái này mình sẽ cho nó từng khoảng 12 giờ không ta? Còn mấy cục ta? 12 giờ đi. Cái 12 giờ nè. Cái 12 giờ nè. Ok, và thêm một cái 12 giờ. Là từ bữa nay tới ngày mai, 7 giờ sáng ngày mai đó. Ba con đôn. Đây là con đôn thứ tư. Con đôn thứ tư, nếu mà được nổ ở trong cái vụ này tụm cái thành tựu cái gai. Rồi, xong. Sau khi có cái này thì anh em biết là nó sẽ rất là bá đạo. 3 sao luôn, đi cái này là đi 3 sao luôn. Thường thường là mình đi không nổi đúng không? Bây giờ mình đi thẳng 3 sao, không nói nhiều. Rồi đó. Cái tay này bao chất lượng. Tới cộng tâm thôi là đi ải sướng. Có duy trì tặng 2 lượt, nó khác biệt với Kiều lắm. Đó. Vậy nó đấm một cái nữa thì làm sao thằng kia nó đủ đam để giết đam chính mình phải không? Cái đó là mình chưa tính có đào đó, lỡ có đào nữa thì sao? Ngon nữa thì sao? Đó. Thế là 3 sao quá nhẹ nhàng. Ok, thì hôm nay thì team mình đã hoàn thành hết rồi ha. BK thì mình vẫn đang ăn mì anh em. Mình cũng đang ăn mì. Đang ăn mì ngon lành, chứ không thể nào mà chơi lại mấy team đó rồi. Ok, mình sẽ quýnh thử top 50 coi nay có đụng nổi không. Hao được chiến khá là nhiều nha. Và build 4 nha. Con tử thượng luôn rồi nha. À đủ mấy mắt tiêu cũng mở đó. Con đập chính mình rồi. Hợp lý thế nha. Gây cho khác chơi luôn đi. Tôm caca. Thôi. Con tôm caca này là bây giờ mình quýnh không được. Mình sẽ cho anh em xem những cái trận chiến ở tại server này. Chứ bữa giờ mình không có cho anh em xem những cái trận chiến của server này, cho nên là hết nữa rồi, mới có lên hạng ba mấy à. Đây, mình sẽ cho anh em xem những cái lôi đài của mấy ông này quýnh lộn coi như thế nào đây. Và
một ông tướng tấn chơi với ông tướng kim và tướng tấn lọc ngày mai thôi là mấy ông đã lên năm mấy. Nhưng Thổ Nguyên mới vô dùng chiều. Ok thì cái tòa trạng này không cân bằng cho lắm. Đây tặng này 2 tấn chơi với 2 tấn coi nó cân bằng hay là không. Lục cơ đổ dự chơi với tinh quén và tư mã viêm. Wow, tư mã viêm quýnh cũng khá là lực, nhưng không bằng dễ giới rồi. Wow, không không đâu, bên kia tim cảm giác bên kia nó châu châu sao anh em. Ờ né rồi, ngon. Rồi né hết hai luôn. Không chết kìa. Con tương quán nó gánh hết rồi. Thiệt, tương quán này châu quá. Tương quán châu quá. Không đâu về quýnh hồi lại tương quán này. Đây chưa chưa. Ủa rồi ai thắng à, tự chặn sống sót. Sống sót hai thằng sống sót lần nào quýnh trước lần đó thắng. À là thằng này. Thằng nào đánh trước đó thắng vậy lần 0088 thắng à. 8 thắng tại lực chiến hơn đánh trước á. Rồi mình sẽ xem cái trận Giang Ương. Giang Ương đổ quyền quánh với lại lục cơ và đổ dự. Mấy con tướng tăng hán lúc đầu tăng với kim lúc đầu không có nổi quýnh nhìn buồn cười không. Rồi đổ quyền đổ thương đúng tầng. Sao mà đã được chị Ngương nè. Rồi chị Ngương không được chơi game mà chơi đi. Chị Ngương phải có đủ nộ nhiều nhiều quýnh nhiều cái nó mới mạnh được. Những con tướng kim này thì bình thường anh em. Đây mình sẽ cho anh em xem một trận giữa ông khối với lại ông kia. Khối với lại ông gông biển. Đương nhiên là ông khối ông thắng rồi, vùng biển toàn tướng đỏ không sao đỡ. Nhìn tôn sách quýnh không mắc ngựa giáp luôn kìa. Quýnh không mắc ngựa giáp luôn kìa ông nội mẹ ơi. Rồi sao giết. Quýnh thường kìa, tao quýnh thường kìa. Ouchin, cái này gọi là Ouchin. Rồi tại cái server này có vẻ đây tới khoáng chiến không biết làm sao đây. Nhưng mà hiện tại là mấy ông này đang rất là mạnh, mình sẽ cho anh em xem cái cấp độ. Mình sẽ cập nhật cấp độ với lại lên lực chiến mỗi ngày cho anh em xem luôn. Đây cấp độ mình đang đứng hạng 208, có nghĩa là rất là đông anh em đang chơi ở server này. Lực mình này là cấp độ nha, cấp độ là mình đã bung hết luôn rồi đó. Nông dân hết sức có thể là cùng lắm gần lên 46 thôi chứ không lên được 46. Mình đang đứng hạng 208. Không lẽ mấy clone mà nó hơn cấp của mình anh em nghĩ đi. Không lẽ clone cực mấy clone mà mấy ông tạo làm sao mà hơn cấp được con ngạc của mình. Đúng không? Cho dù mình có thọt đi chăng nữa thì ông cũng không thể nào hơn được cấp mình, cho nên anh em chơi ở đây rất là đông. Và lượt chiến thì mình chắc chắn không có rồi. Và ông Điệp Liên Tú này ông 2477 dạng. Và mình tơ điểm danh trong top 10 thôi. 2004, 2003, 2009, 1500, 1400 và trong top 10. Trong top 10 này đa số là toàn tướng kim với tướng hán tấn không đó. Hồi nãy ông gông biển đúng không anh em? Để mình xem lại cái ông gông biển nha. Ông gông biển rồi, ông đổi tên nữa hả? Dễ đổi quá à. Mất tiêu ổng rồi. Mà ổng build là Quang Vũ đúng không? Build 3 Quang Vũ. Từ đi. Giờ ổng đổi ra cái gì vậy đó? Cái ông đó có cái gì đó mà hồi nãy mình thấy ổng quánh mà có. Có cái gì ta? Mình phải nói là có ngựa giáp quá trời. Biết tầm này có mệnh tinh chưa? Coi ông top 1 đi. Coi chắc kèo tầm này không có mệnh tinh là sao mà mấy ổng có người giáp được ta. Không biết bằng cách nào đó hồi nãy tôi quýnh ông kia, ông thấy anh em thấy là người giáp quá trời
Hay là do con lưu linh nó tạo ta? Lưu linh nó tạo con giáp cho đúng không? Hay hàng chi? À, lưu linh dùng chiêu có thể tạo dây tạo người giáp mà đúng không? Hàng chi mình thấy không có người giáp, mình tưởng nó có mình tin tầm này có mình tin chứ. Thấy ai hơi ảo. Rồi thì cái ngày 3 này rất đơn giản thôi, mình chỉ up được cộng 5 và level 45. Mình vẫn còn dư được đâu đó đúng một bình này thôi. Còn những cái mảnh gương tướng hoàng kim được. À, có nhiều anh em hỏi là làm sao có được mấy cái mảnh gương tướng hoàng kim đó mà mình cũng không biết ở đâu luôn đó. Mình không biết nằm ở đâu luôn mới có cái mảnh tướng hoàng kim đó anh em. Mình vẫn chưa biết tại sao mình lại có những cái mảnh tướng hoàng kim đó luôn á. Tới hiện tại mình vẫn chưa biết tại sao mình lại có luôn á. Ảo chưa? Và hôm qua là mình đã có hai mảnh và hôm nay mình được hai mảnh. Không biết vì cái lý do gì. Bắt ngày 3 mua nửa giá nè, đúng cái chắc chắn là cái này mình phải mua rồi nè. Kiểu tháp được cái này kiểu gì cũng full nè. Mình không biết tại sao mà mình có được mấy cái mảnh này luôn á. Tại vì cái này là thằng em nó chơi giùm chứ mình không có chơi. Mình có 50 cái chiêu hiền lệnh này nha, để ngày mai là mình chơi thêm một phát nữa. Mình không biết, chưa biết mình quay vô cái gì. Và video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.